Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý vị quay trở lại với kênh của Mộc Nam Huy. Và lúc này thì Mộc Nam Huy đang có tiếp anh Phú ở Long Bình Tân, bên ngoài Đồng Nai. Tới Mộc Nam Huy ký mua một bộ ghế Minh Quốc Đào của 12 với chất liệu là gỗ gõ đỏ. Vâng, sản phẩm cuối cùng anh đang lựa ở đây là một chiếc bàn quý vị nhé. Hai chiếc bàn thì anh sẽ lựa và lấy chiếc nào thì lấy. Vì ở đây thì Mộc Nam Huy bán hàng là bán ngay từ mộc, có nghĩa là ngay từ khi còn mộc như vậy thì chúng tôi bán luôn để quý vị tới quý vị kiểm tra hàng nhé. Quý vị kiểm tra từ mặt trên này, mặt dưới này, đấy, xem mà gỗ có bị pha tạp không, độ cây sạch sẽ đến đâu, rồi quý vị lựa lấy cho mình những cái bộ ưng ý nhất và đẹp nhất thì quý vị chốt lại, rồi chữ ký quý vị để lại để sau đó anh em sẽ sơn xong rồi bàn giao cho quý vị. Thì hôm nay anh tới ký mua một bộ ghế Minh Quốc Đào chim quý vị nhé. Đây là bộ ghế Minh Quốc Đào chim và làm trong cái tiêu chuẩn là hàng VIP, dàn tó là tó đào chim đó, dàn tó đào chim rất là đẹp. Vâng, tiêu chuẩn VIP của bộ ghế này thì không riêng gì cái dàn tó này đâu, là nó còn ở những cái bộ tay, nó còn ở cái tay này. Vâng, cái tay đây là cái tay nghê, vỏ tay nghê là nguyên con và không có chắp ghép. Mặt ván thì cũng là mặt ván dày liền hoàn toàn 100%, không có chắp ghép gì cả nhé, và được dạo tai bèo hoa đá tây vén cong. Vâng, chưa hết thì cái tiêu chuẩn VIP của cái bộ ghế này nữa, nó còn nằm một phần nữa ở cái đôn. Thì các cái đôn ở đây thì đều là các cái chân đôn 12, quý vị thấy này. Đó, các cái chân đôn 12. Cái chân đôn ở đây thì nó rất là khác so với đôn thường. Quý vị ạ, đôn 12 đây, cái đôn 12 thì cái chân đôn nó to bằng luôn với cái chân chân ghế, chân bàn, chân bằng luôn, có nghĩa là nguyên một cái dàn chân của cái bộ ghế này thì là nó đều bằng nhau hết. Đó, rất là to và rất là VIP. Một bộ thì của nó là một cái bàn này, một cái ghế băng dài. Đó, và hai cái ghế con. Đó, một cái đôn thấp, một cái đôn cao. Đôn cao thì có hộp kéo như quý vị thấy. Đó, cái chiếc ghế con thì cũng tương tự với cái ghế băng quý vị nhá. Đó, dàn tó đào chim. Vâng, thì đây, tó đào chim. Và khi ở đây thì Mộc Nam Huy luôn luôn là bọc cái đầu của con chim này lại. Đó, bọc lại để phòng nó gãy gì nhá. Đó, tựa thì là tựa tứ quý này, tựa cúc trùng trước mai. Đó, bản tựa đây là bản tựa lọng 3 phân. Và cái tiêu chuẩn VIP thì nó nằm nguyên trên một bộ luôn. Thì tay ghê thì cũng là tay ghê liền ở trên chiếc ghế con. Rồi mặt ván này cũng là mặt ván dày liền. Rồi, tuy nhiên thì trong cái lô hàng này thì phải nói là có một cái đặc biệt một chút, thì lô hàng này bông cây, bông vân cây rất là đẹp quý vị ạ. Lô hàng này thì bông vân cây nó là rất là đẹp, rất là tuyệt. Và chiếc ghế băng cũng vậy, quý vị thấy là bông vân rất là nhiều, nó rất là đẹp. Vâng, thì anh Phú ở Long Bình Tân, Biên Hòa để đã tới Mộc Nam Huy và lựa hàng rồi. Anh cũng đã ký các cái chữ ký của mình ở bên dưới sản phẩm như thế này. Thì chúng tôi cũng sẽ lưu kho, vì cái bộ ghế này nó chưa đạt tiêu chuẩn để sơn, cho nên em sẽ lưu kho trong vòng 1 tháng trước khi là sơn để bàn giao cho khách. Tại vì ở đây Mộc Nam Huy làm thì luôn luôn là lấy cái tiêu chí là cái chất lượng nó lên hàng đầu, thì chúng tôi sẽ không có sơn những cái sản phẩm mà khi nó chưa đạt yêu cầu và chưa đạt chất lượng quý vị nhé. Và cũng qua cái clip này thì cũng thông báo luôn quý vị là cái lô hàng này thì Mộc Nam Huy có tất cả là 6 bộ, thì mới ra trước được 2 bộ, còn trong tuần tới tầm vào ngày thứ 4, thứ 5 thì sẽ ra thêm được 4 bộ nữa quý vị nhé. Thì khi quý vị có nhu cầu đặt những bộ ghế này thì quý vị có thể tới xưởng Mộc Nam Huy để mua rồi, vì tôi đã có sẵn. Vâng, và đây là những khách hàng đang tới xưởng Mộc Nam Huy để khách xem những cái bộ ghế mộc, cũng như là khách muốn mua thì cũng kiểm tra. Đấy, như quý vị thấy tại Mộc Nam Huy mọi thứ đều rất là công khai, rất là minh bạch. Vâng, trong clip này thì Mộc Nam Huy giới thiệu đến quý vị về bộ quốc đào chim cột 12 gỗ gõ đỏ. Và nếu như trong clip này có thiếu cái thông tin gì thì quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mộc Nam Huy sẽ trả lời và đáp tất cả những thắc mắc cho quý vị. Vâng, và xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.